Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7, cùng nhau giải sách bài tập tiếng Anh Mai Lan Hương, Mai Thanh Loan, Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan, màu hồng. Bài số 11, Keep Fit, Stay Healthy, giữ dáng, sống khỏe mạnh. Bài phần B, What's wrong with you? What's wrong with you? Tức là có chuyện gì với bạn vậy đấy? Mắc bệnh gì đó. Bây giờ chúng ta làm bài một lớp mã, sắp xếp các chữ cái thành từ đứng này. Disease, đây là từ cold, cảm lạnh này. Đây là từ headache. Headache, đau đầu. Toothache, đau răng. Flu là cảm cúm. Stomachache. Rồi symptom. Symptom, triệu chứng. Symptom, triệu chứng. Rồi chúng ta điền vô này. Mẹ của tôi bị viết cái ghi chú về bệnh ốm cho tôi ngày hôm qua. Đây là viết ngày hôm qua, chúng ta chia động từ quá khứ nhé. Nam luôn luôn cái gì và cái gì khi anh ta cảm lạnh. Vậy là ho và hắt hơi. Cảm lạnh, ho này, hắt hơi này. Rồi anh ta đây là hiện tại chứ, sorry, đây là hiện tại. Rồi, không thêm ý đi. Câu số 3, anh ta bị cảm cúm vào tuần trước. Bị cảm cúm là chúng ta sẽ xài cái từ caught. Rồi, thuốc thì giúp làm giảm đằng sau hạn. Làm giảm vết đau. Không có ai biết cách chữa trị một căn bệnh cảm lạnh. How to cure, chữa trị. Biết cách chữa trị bệnh cảm cúm cảm lạnh này. Bệnh cảm lạnh sẽ kéo dài trong vài ngày và sau đó thì nó biến mất. Ở đây nguyên mẫu luôn nhé. Biến mất là disappear. Disappear. What can we do? Chúng ta làm gì để mà ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật. Ngăn chặn là prevent. Là ngăn chặn. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Qua bài số 2 các bạn, bài số 3 các bạn cho lời khuyên sử dụng should cộng động từ nguyên mẫu. Should là modal verb, động từ đặc biệt. Động từ đặc biệt, động từ khiếm khuyết. Và cái này dịch là nên. Khuyên ai nên làm gì đó. Ví dụ là tôi bị đau bụng này, khuyên bạn nên đến bác sĩ này. Thấy chưa? Tôi cảm thấy rất là mệt, vậy là khuyên bạn. You should take a short rest, nghỉ ngơi một lát. Take a short rest, bạn nên nghỉ ngơi một lát. Hoa bị cảm lạnh, cô ấy nên ở trên giường. Vậy là she should stay in bed. Câu số 3, căn phòng của Minh rất là bẩn và anh ấy nên lau dọn nó mỗi ngày. He should clean it every day. Cái tiếp theo, chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai. Chúng ta sẽ viết ra là các bạn, you là các bạn, nên học hành, should learn, learn your lesson, học các bài học một cách cẩn thận, carefully. Xong, Nga bị đau đầu, cô ấy nên uống thuốc. Chúng ta sẽ viết là She should take an aspirin. Rồi xong. Câu số 6, răng của tôi không có khỏe và trắng nên đánh răng thường xuyên. Vậy là bạn, đúng không? Bạn nên đánh răng, brush, đâm regularly. Xong. Các bạn số bài 4 là mã viết câu phủ định và câu nghi vấn. Các bạn phải xác định được cái thì nhé. Các bạn xác định thì, sau đó thì các bạn làm. Và nếu ở đây đa số là thì quá khứ. Quá khứ nè. Shall là cột 2 của she đó. She shall. Vậy đây là thì quá khứ đơn. Câu phủ định các bạn phải mượn trợ động từ didn't, nên là did thêm not vào, đọc là didn't, cộng động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn mượn did để đầu câu, did you see nè. Vậy chúng ta cùng làm này. Chúng ta cùng làm.
Câu số 1 này. Mẹ của cô ta viết một cái sick note cho cô ta. Bây giờ chúng ta viết câu phủ định là her mother didn't write a sick note for her. Câu số 2, nghi vấn chúng ta để đích đầu câu. Did her mother write nguyên mẫu a sick note for her? Chấm hỏi. Rồi câu số 2, Nam vắng mặt vào ngày hôm qua. Nam was absent from school yesterday. Bây giờ là quá khứ mà có to be, các bạn nhớ. Thì các bạn thấy to be, be là cái thằng quyền lực. Câu phủ định của to be thì các bạn thêm not sau to be thôi. Và câu nghi vấn thì đưa to be ra đầu câu. Ở đây sẽ là Nam wasn't absent from school yesterday. Đó. Và câu nghi vấn thì chúng ta đưa động từ ra trước. Was Nam absent from school yesterday? Chấm hỏi. Câu số 3 này. Đây là động từ thường chứ không phải to be, thì các bạn mình didn't thôi. I didn't had truyền hình nguyên mẫu là have a bad cold 2 days ago. Câu nghi vấn did và ai chuyển thành you. Did you have a bad cold 2 days ago? Chấm hỏi. Câu số 4, rất nhiều học sinh bị cảm cúm vào tháng trước. Đây là quá khứ của catch. Caught là cột 2 của catch. Mắc bệnh đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu phủ định bằng cách mượn didn't. Many students didn't, và đưa cái kết quả nguyên mẫu là catch flu. Last month. Và câu nghi vấn là did many students catch flu last month? Chấm hỏi. Rồi chúng ta xuống bài số 5. Bọn họ rất vui với cuộc sống của bọn họ. Bây giờ đây là to be thì các bạn biết rồi. Câu phủ định của to be thì các bạn thêm not vào thôi. Là they wasn't happy with their life. Câu nghi vấn là gì? Câu nghi vấn là were, cái đầu câu. Were they happy with their life? Chấm hỏi. Bọn họ có hạnh phúc với cuộc sống của bọn họ hay không? Câu số 6, các bạn nhìn động từ của chúng ta là động từ thường thêm ed, suggest vậy là động từ cột 2 đó. Đây là thì quá khứ đơn, vậy câu phủ định là he didn't. Subject nguyên mẫu. Going out for dinner. Câu này dịch nghĩa là gì? Anh ta không đề nghị, đã không đề nghị đi ra ngoài để ăn tối. Câu nghi vấn là did he suggest going out for dinner? Chấm hỏi. Câu số 7, tôi rất bận rộn vào chủ nhật tuần trước. Câu phủ định là I wasn't busy last Sunday. Câu nghi vấn là you thì chuyển thành were, sorry các bạn. I chuyển thành you nè. Were you busy last Sunday? Chấm hỏi. Bạn có bận rộn vào chủ nhật tuần trước hay không? Câu số 8 là động từ thường enjoy ed nè. Vậy chúng ta didn't nhé. We didn't enjoy nguyên mẫu. Enjoy our summer vacation.
Đó, có nghĩa là gì? Chúng tôi đã không thích kỳ nghỉ hè của chúng tôi. Đó có nghi vấn là did we chuyển thành you? Did you enjoy? Did you enjoy your của các bạn này? Summer summer vacation vacation chấm hỏi. Các bạn đã thưởng thức kỳ nghỉ hè của các bạn phải không? Rồi, cái bài phần B của bài số 11, phần B của bài số 11 đó, đến đây chúng ta làm đến bài 1 La Mã, 2 La Mã, rồi 3 La Mã rồi, 4 La Mã rồi. Bài rất là dài, trang 78 đó. Xong rồi, chúng ta sẽ làm bài 5, bài 6, bài 7 trong cái video tiếp theo nha. Goodbye các bạn.